Quân xem lại điện thoại thì mới thấy cái quán này Quân đã ăn ở Đà Lạt và quay lại nè. Vì món ăn ở đây rất là ngon và hợp khẩu vị luôn nên Quân mới giới thiệu mọi người nè. Ở đây món ăn rất là đa dạng và phong phú luôn, theo phong cách của miền nào, nước nào cũng có hết. Cái mà Quân đang ăn là thịt nai khô, lần đầu Quân ăn rất là ngon luôn. Mà lúc đó Quân đi đông người nên kêu rất là nhiều món ra, mỗi đứa thử một món rồi sau đó đổi nhau mà ăn. Cái món này là đậu hũ tứ xuyên, trời ơi cái miếng đậu hũ nó rất là ngon và mềm nha. Nhưng mà cái thành công của món này là nước sốt này nè, ngon lắm luôn. Không khí Đà Lạt lúc đó 18 độ thì dễ gì không có cái lẩu. Cái này bên nhóm của Quân gọi là ba ngăn lẩu khác nhau luôn. Tiếp theo là một món rất là phù hợp với không khí lạnh này, đó là mực một nắng nấu với ớt xanh. Trời ơi, miếng mực rất là giòn và cái nước ớt rất là thơm và cay nữa. Cái món này mọi người nhìn thôi cũng thấy ngon rồi đúng không? Sự thật là nó rất ngon nha. Cái phanh giò được nấu mềm lắm luôn. Món này được nấu theo phong cách của người Hoa. Team đi có 5 người mà kêu đầy cái bàn luôn. Ai đi qua lại cũng dòm hết á. Mọi người ai cũng đói con mắt hết trơn á. Chứ cái bụng đứa nào đứa nấy ăn rất là nhiều ở chợ Đà Lạt rồi, mà vô đây còn ăn nữa. Hồi nãy nó cái phanh giò nó mềm á. Nè Quân ăn cho mọi người coi nè, coi nó mềm cỡ nào nha. 2, 3, trời ơi, Quân lòng tiếng luôn, Quân thấy thèm nữa. Tại vì cái phanh giò nó rất là đặc biệt luôn á. Bí mật cho mọi người biết là sau chuyến đi đó Quân lên 2kg luôn á. Thôi tiếp theo nè, cái nồi lẩu sôi rồi, cho topping vào đi. Mọi người thấy cái nồi lẩu hoành tráng không? Trời ơi, kêu quá trời kêu luôn. Rồi bỏ đầy cái nồi lẩu luôn, rồi không biết có ai ăn hết hay không. Nè cái đoạn này nè, xém banh cái mặt vì con nhỏ bạn mình rất là vụng về luôn. Lúc đầu team Quân đi cũng đắn đo là không biết ăn quán nào. Tại vì theo lý mà nói là mình lên Đà Lạt thì mình sẽ tìm những cái quán đặc sản mà mình ăn đúng không? Nhưng mà kệ, đánh liều một buổi tối mình sẽ chọn đại một cái quán nào đó mình ăn thử. Cũng hên là may mắn đã mỉm cười với team của chúng tôi, chúng ngay một quán ăn ngon. Thôi thì lần sau Quân sẽ quay lại tiếp. Nãy giờ mọi người thắc mắc là không biết quán này tên gì đúng không? Quân sẽ không nói đâu, cho mọi người tự tìm. Đó rồi, cái ích kỷ đó rồi, ăn đó, ăn một mình không giới thiệu ai đó rồi thấy hậu quả nè. Ăn trúng miếng ớt cay quá trời cay luôn. Thôi thì ai có hỏi thì Quân trả lời sau nha. Bye bye.